Bây giờ hơn 5 giờ rồi nhưng anh em chắc phải cày đến 11 1 giờ đêm để kịp tiến độ cho anh em, cho khách. Chúng tôi nhận in dịch vụ cho toàn bộ anh em, in bạt khắc CNC. Liên tục đảm bảo tiến độ cho anh em công trình nhá. Mong đến cùng với chúng tôi nhá.